Vâng, xin kính chào anh em. Clip này mình sẽ làm về khẩu KC Ancient Dragon. Nói về cái dòng KC này, cái chế độ nào nó cũng mút tắt thôi. Zombie này, đấu đội, đấu đơn, đặt bom gì cần hết. Cũng khá là ít bạn làm clip về cây này ở chế độ đặt bom ấy. Nhưng mà mình là cái thằng tiên phong đấy. Quang Bravelai là đệ tử của anh Linh Xe Ôm chứ ai nữa. À, cách cầm nhìn chất vãi cả trường ha. Như là Clock ấy. Úi trời ơi, một thanh niên đá rồi, những cái con mà có skill dạng háng và chổng mông là mình rất đầu tiên đấy. Lên rồi rồi. Mày nhòm này. Mày này đá này. Ờ con nữa. Rồi ơi không biết á. Trời ơi. Đạn nó xả như xả lũ sông Hồng thế mà bên tai không biết. Có lẽ bạn này cũng đeo tai nghe rồi. À, mình đã búp lên cái lượng đạn khá là trâu bò, cộng thêm trăm viên nữa. Thường thôi. Úi trời ơi. KSP làm gì có tuổi với cái này. À, còn con lục nữa, mày ra đây. Này mày rút ra, úi giời. Trời ơi. Tiếc thế. Tới đen, tí thì mút được 5 bạn đấy. Cái khẩu này cũng khá là chất lượng, kiểu như là MG mà nó cũng nhẹ. Với cả bắn nó không giật mấy nữa, nên nhiều bạn cũng sử dụng ok. Thế mình thấy là phiên bản KC Classic thì bắn ok nhất đấy. Sau này đến phiên bản KC vàng với cây này đây. Cây Red Banage đạn nó hơi lệch hơi nhiều, nhưng mà cũng được. Đạn càng nhiều bắn zombie càng sướng. Còn cây kia bắn người cơ. Ôi thủ thôi anh em ơi. Nhiều mạng quá. Ôi mất 30 giọt khi nào đây. Kinh quá. Cái khẩu này mình nhớ là cái đợt hồi Giáng sinh năm trước ấy, năm 2015. Mình có quay được cái vòng quay gì đó. Hồi đó còn cả double gold nữa cơ, nhưng mà 30 ngày. Yep. Mua bao nhiêu lượt không trúng nhá, nhưng mà được cái một lượt free miễn phí ấy, lại được con này vĩnh viễn luôn. Mừng vãi cả trường, nó quay mãi không ra đấy. Quay cho khách thì ra mầm, nhưng quay ạc mình thì đen. Đen như con chó mực ý. Ôi vậy ai rào đớp hết rồi. Mày nhòm này. Còn con nữa ở nhà này. Vừa lời anh CF, bạn CF nãy mút sạch. Mút 3-4 đứa luôn mà. Rồi lên đây. Mày ra đây, mày ra đây. Ôi. Ngay cả trường. Như vậy. Lại sợ luôn. Cái rượu đấy. Và trình rồi. Giờ này mình thấy clip nó hơi ít lượt like nhờ. Và chia sẻ cơ. Thậm chí cả lượt xem cũng thấy hơi buồn. Thì giờ người làm clip đột kích cũng khá là ít nữa rồi. Chuyển sang những game khác. Có lẽ nhiều bạn cũng chán đột kích luôn. Mà kiểu gì kiểu cũng phải ủng hộ với mình nhé. Nên mình cũng còn khá là gắn bó đột kích. Nhưng mà thực sự là mọi người phải có những cái lời dụ động viên hay là gì gì đó. Cổ vũ tinh thần. Đúng không? Thực sự là chế độ zombie bây giờ còn mỗi tiền và tiến làm đều thôi. Đều anh em coi ấy. Còn đặt bom thì hầu như là chắc là có mỗi mình nữa thôi. Thứ bạc kìa. Con này nó nhòm đâu ấy. Ai sẽ bắn cả đái ạ. Bên tay trái. Con này điếc à. Rồi. Mình cũng cạn lời bạn này lú đáng luôn ấy. Có lẽ là mạng tai bạn này là lắp sâu mông rồi. Không phải lắp ở này đầu nữa. Coi bây ạ. Rồi mình cũng tập chơi game khác. Chắc chắn sẽ là game bắn súng. Vì anh em ở đây hầu như là kích nền tảng là bắn súng hết. Game FPS. Mà thực sự là bây giờ qua những game khác là bắn hơi khó đây. Rồi chết đi. Xả bừa đi. Mình là người có đạn cơ mà. Úi trời ơi. Thả thính đấy, con kia là sợ không tham gia rồi. Ôi trời, thanh niên bắn thả thính cái chạy về luôn. Nó xuống mà nó giết tao mày. Tao thù mày luôn đấy. Đây súng nhiều đạn này. Đưa cái MP5 này, mày bắn hộ bố mày cái. Rồi đi móc. Úi trời ơi, có ai trên đấy đâu? Không có ai đâu. Con này đi đâu mà nhanh thế ta? Say OZ fan ruột mà. Ôi trời, nãy giờ mình mới đọc chat đây. Thanh niên này có lẽ là đi hành lang rồi. Vào chiếm nó. À rồi. À không biết thôi. Cả cốn đạn ở kêu B đấy. Hình như là mình hay sao. Thủy ơi, cái đấy là cái skill là Dương Đông kích Tây đấy.
bảo đồng đội chạy hút qua B đi, để A mình xử lý là mình đớp hết cho. Đây này. À rồi. Đây đây đây. Trời ơi, thơm đấy. Ủa, 100 giọt sao mà nhanh nhỉ? Có lẽ bạn này không mang giáp thì sao ấy. Cái đạn của loại MG này mà bắn quá là phê rồi. Rồi lúc đây đã. Tí phải đi bóc lốp đây. Trời trời ơi, khiếp, cả đàn nó dí theo tôi này. Vâng, ba đứa nó dí theo mình là không làm ăn gì được rồi. Khó khăn quá. Giờ nhiều bạn đi học đi làm về, chủ yếu những anh em mà đi làm ấy, hoặc là xa nhà xa Việt Nam, nhiều bạn ở nước ngoài cơ, cũng hay coi clip bọn mình giải trí cho vui. Một số bạn ấy không có điều kiện chơi, một số anh em thì bán nick rồi, hack nhiều quá, ý thức kém quá, và bảo vật nó mất giá quá. Ui giời, ôi vẫn thấy à, thằng khốn nạn này mày xuống đây. Đây này đồng, ui giời ơi, đen vãi cả linh hồn ạ. Anh này giết mình mà đi móc được là ba người chết nữa đấy. Nãy lúc nãy bỏ hành lang hết, chả ai chịu canh hành lang cả. Trời trời ơi, ném bóp cờ him nhau thế. Rồi coi bạn này thể hiện thân này. Úi giời, úi giời, úi giời. gặp Sơn Tùng nó sấy cho này vỡ mồm. Bắn theo kiểu nhấp nhấp đấy chứ. Rồi ôi, phọt đi phọt đi. Rồi ôi, mày nhấp thế này bây giờ nó mới chết người được đây. Nó cứ chơi theo kiểu nhấp nhấp để tiết kiệm đạn vãi trưởng. Thanh niên nhấp của năm à. Nhiều khi cũng muốn thuê mấy cái khẩu ở cửa hàng làm việc coi, à, cửa hàng việc coi ấy, làm clip với bạn coi cơ. Rất là nhiều, nhưng mà thực sự nhiều lúc còn không có tiền. Úi trời ơi. Ôi 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 ôi. Tiếp thế. Lúc đây đã. Nhiều bạn cứ tưởng là làm YouTube tiền nhiều lắm cơ, mình nói thật là vừa đủ trả tiền nhà luôn. Úi trời ơi. Nhìn kia đâu ta? Ở B rồi. B không thấy. Đánh cái đã. Cái nghề gì cũng thế thôi, kể cả anh em thế. Mưu sinh và cuộc sống, cái gì nó cũng vất vả, có khó khăn riêng. Đồng tiền nó không dễ kiếm đâu. Nhiều bạn cứ tưởng ngồi mát ăn bát vàng. Rồi, mình đã thấy rồi. Lần theo dấu chân của nó. Mình là người phán xử đây, đứng lại mình phán cho. Trời ơi, phản xạ nhanh đấy. Nhưng mà mày bắn hộ tao cái, mày sống dậy mày giết tao một cái thôi. Trời trời ơi. Bắn bắn nữa nha, có vẻ bên kia thủ kinh quá. Rồi một số bạn là bảo quán Brave là thằng nào. Úi giời ơi, không biết thật. Bây giờ thì biết rồi chứ. Là cái thằng chuyên xạo lờ đấy. Úi giời, thôi té. Bấm đi. Mày chết này, là cái thanh niên mà chuyên đi bóp giái đồng đội đấy, với cả chơi chó với cả đối phương. Ờ, nhớ hết rồi. Ôi giời, vỡ mồm rồi, qua bế rồi. Ở chỗ này chúng ta không nên mạo hiểm đi ở mid. Anh em cứ đi ở mid đi, mình sẽ đi hành lang cho. Team bỏ B về mid không dậy. Đúng rồi, bỏ thì bên kia nó mới thắng được chứ. Ui giời, ôi 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 ôi, xin lỗi. Mày chết đi. Khó khăn quá nhỉ, bên kia còn hai người cơ. Trời ơi, ôi đầu rà thế, lũ bê lên cơ. À, thì hy vọng các bạn sẽ thích những cái clip mà mình làm những cái cây súng nó bắn zombie nhưng mà vào bắn người thì cũng chết hết. Và có lẽ clip mình cũng xin kết thúc đây thôi. Hẹn gặp lại em những clip tiếp theo nhé. Cảm ơn các bạn đã xem clip của mình.